và nó khiến cho Liễu thôi không có khóc, không khóc. Liễu có biết là tại sao trên mạng mọi người đều yêu mến Liễu không? Yeah. Đó là sự thật thà. Có thơm vợ anh nè. Em nói em đừng có bóp bắt tài. Nhưng mà em muốn vợ anh Liễu làm bé được. Xin chào các bạn, hiện tại bây giờ tôi đang ở khu du lịch Vinh Giang ở Vĩnh Long, và ngày hôm nay là một cái điều rất là đặc biệt là cái bạn này nè là cái người mà có thể lôi tô từ trong studio để có thể tới khu du lịch Vĩnh Long, khu du lịch Vinh Sang để thăm coi như là sông nước, đúng không ạ? Và ngày hôm nay rất là vui khi tôi có được gặp được bạn Thí Liễu. Em mới là vui khi mà được bà con và khách du lịch thương. Em nói em đừng có bóp. Rồi được anh thương mới tới đây chứ. Dạ. Chứ thật ra nếu em là một người đường bà mà thật sự đàng hoàng. Thì thật sự vô cùng. Em tên là Thí Liễu, mọi người hay gọi em là đó hoa ra muốn đồng nở muộn. Anh cũng giống như một người khán giả của em vậy đó. Anh có xem những cái video của em ở trên TikTok. Và gia đình anh cũng ngày hôm nay cũng muốn tới đây để thăm em. Thương Liễu. Cái thứ nhất, cái thứ hai á, là bây giờ anh muốn thay mặt những người khán giả, anh muốn gửi một lời cảm ơn đến em. Nhưng mà cái lời nói nó không thiết thực bằng cái hành động. Thì ngày hôm nay anh xin phép anh mang một cái món quà này từ ở dưới Sài Gòn lên tới Vĩnh Long tặng cho Liễu. Đó là một chiếc nón có chữ Thank you. Dạ. Đây là một chiếc nón có chữ Thank you. Thank you như một lời cảm ơn của tất cả mọi người khán giả gửi tặng đến Thí Liễu. Em không cái chữ cảm ơn nó lớn với em quá trời. Bà con thương mến, ảnh tới đây ảnh thương Liễu thôi. Rồi bà con anh chị em trong gia đình lại trong đoàn lại đến thăm Liễu. Má Liễu nói là phước lắm người ta mới thương mình nhiều. Em không dám nhận cái sự cảm ơn này, mọi người thương em tiếp tục thương là Liễu quý không rồi. Sao? Từ khi mọi người thương Liễu nhiều trên mạng xã hội là Liễu không có cơ hội được chăm sóc chu đáo từng người một. Ví dụ nguyên đoàn đến đây 10 người, Liễu chỉ chọn ra một người đại diện trong đoàn đó để Liễu tặng một nụ hôn thôi. Chớ nhiều khi hôn và xoay hết từng người Liễu không thể. Mình trân trọng tình cảm với nhau rồi, được rồi. Đây là một chiếc nón mà anh làm để anh tặng cho những người bạn mà anh yêu quý. Đó là một cái chữ thank you, lời cảm ơn của anh. Liễu cảm ơn. Sao? Liễu đang bị bệnh các bạn. Các bạn thử nghĩ đi, một ngày mà cái Liễu phải tiếp rất là nhiều. Anh hiểu Liễu thế. Cả nhà mình thương Liễu, Liễu muốn nhắn một câu nữa là trong 9 năm qua Liễu vẫn có hình ảnh đó một à. Cho nên Liễu không có thể tìm được những gì mới mẻ và những cái câu diễn gì đó, Liễu không có vậy. Liễu vẫn muốn là một đóa hoa rong bóng đồng, không lấn sân sang các lĩnh vực khác. Vẫn là một cô thôn nữ ở đây lãnh lương và được mọi người thương. Thương Liễu và anh, ủng hộ cho Liễu và anh nhiều hơn nữa. Liễu có biết là tại sao trên mạng mọi người đều yêu mến Liễu không? Đó là sự thật thà. Dạ. Liễu phải phát huy cái chuyện đó. Ok, cảm ơn Liễu rất là nhiều. Bắt tài. Nhưng mà em muốn Vợ anh Liễu làm bé được. Cảm ơn em, cảm ơn Liễu. Chúc Liễu có thật nhiều sức khỏe nha. Hành trình đam mê và tìm danh phận trong 9 năm, đây sẽ là một kỷ niệm tuyệt vời với Liễu và không bao giờ quên. Đó là một chiếc nón đầu tiên, là những điều Liễu trân trọng vô cùng. Mà anh là duy nhất đặc biệt trong số những khách đã tặng cho Liễu. Đó là một chiếc nón hay là unisex. Liễu rất thích và nó khiến cho Liễu thôi không có khóc, không có khóc. Chúc anh sức khỏe, làm anh phát tài và mọi người sẽ luôn thương ủng hộ anh trong cái lĩnh vực mà anh đang làm. Bây giờ Liễu đội thử coi coi vừa không, để anh siết lại cái dây cho Liễu coi. Đây rồi, nó hơi rộng đúng không? Dạ. Đó, siết vô nè cả nhà thương mến. Rồi ok, mọi người thấy Liễu nhiều hình ảnh trong áo bà ba nắng lá, nhưng tuy nhiên về quê Cà Mau á, hoặc đi khám bầu đi đâu đó sang các tỉnh lân cận như Cần Thơ, Tiền Giang, Liễu luôn là một chàng trai rất là bảnh bao và mọi người rất là thương. Em trân trọng, cảm ơn anh nhiều lắm. Dạ, anh cảm ơn em rất là nhiều. Nãy giờ nói chuyện này anh chưa có giới thiệu anh là đạo diễn Ato. Cảm ơn em rất là nhiều. Đây. Em chào anh, cảm ơn anh nhiều lắm. Ok em, rồi chúc mọi người một ngày vui vẻ và nhớ nếu mà có đi ngang qua miền Tây sông nước Vĩnh Long thì hãy ghé khu du lịch Vinh Sang để làm gì? Để thăm Liễu nha.